Đổ sữa vào trà hoặc cà phê có thể sẽ gây bừa bộn nếu bạn không làm đúng cách. Nếu bạn muốn rót sữa với miệng hộp để gần cốc, thì hãy dừng lại ngay, xoay hộp sang phía bên kia rồi rót. Theo cách này, sữa chảy sẽ ổn định hơn nhiều và bạn không phải lau bàn sau đó. Tôi hơi bị hống hách tí, bỏ qua rồi nha. Tất cả liên quan đến tính chất vật lý. Nếu bạn xoay miệng hộp sữa về phía cốc và hộp đầy, thì trong khi sữa chảy ra qua miệng hộp, không khí từ bên ngoài sẽ cố gắng đi vào bên trong hộp để lấp đầy chỗ trống. Vì chỉ có một chỗ duy nhất làm được việc này, nên không khí sẽ đẩy sữa trở lại và làm gián đoạn dòng chảy. Khi bạn quay hộp các tông sang phía bên kia sẽ có không gian trống dọc theo mặt trên của hộp và không khí sẽ dễ dàng đi vào bên trong hơn. Vì vậy, dòng chảy sẽ ổn định và bạn sẽ không gặp phải sự trào ra khó chịu đó nữa. Tay vịn thường di chuyển nhanh hơn thang cuốn vì bánh răng dẫn động tay vịn được cố ý làm lớn hơn một chút so với yêu cầu. Cao su trên các bánh xe đó thường mòn dần theo thời gian. Vì vậy, nếu tay vịn di chuyển cùng tốc độ với các bậc thang hoặc thậm chí chậm hơn, thì bạn đang đi một chiếc thang cuốn khá cũ đấy. Nói về thang cuốn, tôi đã ở ga tàu điện ngầm với 3 thang hoặc hơn. Phần lớn sẽ đi theo hướng khác tùy thuộc vào thời gian trong ngày. Ví dụ, ở trung tâm thành phố sẽ có ít nhất 2 thang cuốn đi lên vào buổi sáng và đi xuống vào buổi tối. Ở ngoài ô thì ngược lại. Lý do của việc này là để giúp hành khách di chuyển dễ dàng hơn. Hầu hết mọi người chỉ vào trung tâm thành phố làm việc và sống xa trung tâm. Vì vậy, họ đi làm vào buổi sáng và tìm thêm thang cuốn di chuyển theo hướng họ cần. Tiện lợi nhỉ? Nếu bạn từng lo lắng về cách các phi công tìm đường trong bóng tối khi hạ cánh vào ban đêm, thì bây giờ bạn có thể yên tâm. Có một hệ thống chiếu sáng cực kỳ phức tạp trên mặt đất, giúp phi hành đoàn điều hướng máy bay và đó không chỉ là đèn đỏ, đèn trắng dọc theo đường băng. Đèn bắt đầu bật lên từ rất lâu trước khi hạ cánh để phi công có thể dễ dàng tìm đường. Đồng thời các kiểu mẫu khác nhau có ý nghĩa khác nhau và đó là điều mà cơ trưởng và cơ phó đều thuộc nằm lòng. Máy bay thương mại bạn đi chỉ có một cánh thôi. Những chiếc máy bay đầu tiên được gọi là máy bay hai tầng cánh vì chúng có hai tầng cánh. Một ở phía trên và một xuyên qua phần dưới của thân máy bay. Chúng được kết nối bằng các thanh chống và dây cáp tạo thành một kiểu hộp. Về cơ bản giúp máy bay không bị rơi trên không. Thật chu đáo nhỉ. Các máy bay trước đây bay với tốc độ thấp hơn và điều này là cần thiết. Nhưng khi động cơ tăng công suất, cánh thứ hai trở nên dư thừa và lặp đi lặp lại. Hả? Bây giờ cánh đơn vẫn có thể hỗ trợ cho toàn bộ cấu trúc. Đi 160 km/h liên tỉnh khiến bạn cảm nhận được việc lái xe và phấn khích với tốc độ. Bay với tốc độ gần 1000 km/h khiến bạn buồn ngủ. Điều này là do bạn không cảm nhận được tốc độ của bất kỳ thứ gì. Bạn chỉ có thể thấy mình đi nhanh thế nào nếu so với các vật thể khác. Càng gần càng nhanh. Trong ô tô, mọi thứ đều gần bạn. Vì vậy, bạn có thể nhìn thấy cây cối, con người, nhà cửa, phù thủy, con nhím và những xe khác đang lao qua. Trên máy bay, mọi thứ đều ở xa đến mức bạn thấy mình chỉ đi với tốc độ của ốc sên. Bây giờ hãy nhìn kỹ chiếc smartphone của bạn nhé. Có thể bạn chưa bao giờ nghĩ tới những hình dạng chữ nhật của nó không phải là ngẫu nhiên. Bạn thực sự muốn nó như vậy. Hình chữ nhật là hình dạng thuận tiện nhất cho màn hình. Nó có hướng, vì vậy bạn có thể lật điện thoại lại nếu muốn và nó sẽ thích ứng. Hãy tưởng tượng, màn hình điện thoại hình tròn chẳng hạn. Bạn phải luôn xoay nó trên tay cho đến khi phần trên cùng ở đúng vị trí. Tiếp theo, nó vừa vặn với túi áo của bạn. Chiều rộng của túi lớn hơn chiều dài. Vì vậy, điện thoại có chiều dài lớn hơn chiều rộng sẽ hoàn toàn vừa vặn. Điện thoại vuông hoặc tròn sẽ gây bất tiện hơn. Sau đó một lần nữa, hình chữ nhật dễ xử lý hơn nhiều. Nó vừa với lòng bàn tay bạn và cảm giác cầm nắm tốt hơn hình tròn hoặc hình vuông. Và cuối cùng, chúng ta đã quen với những thứ hình chữ nhật xung quanh mình. Tranh ảnh, giấy tờ, sách báo, SpongeBob, màn hình tròn sẽ rất kỳ quặc. Tuy nhiên, cũng có những nỗ lực tạo ra smartphone hình tròn và hình vuông, nhưng như bạn có thể đoán thì chúng không thành công. Nếu chụp ảnh trong bóng tối với đèn flash, bạn hẳn nhận thấy smartphone của bạn nhấp nháy nhiều lần trước khi chụp. Bạn nhớ đôi mắt đỏ hoe đáng sợ trong những bức ảnh cũ được chụp trên phim hay máy ảnh kỹ thuật số không? Điều đó xảy ra là vì máy ảnh chỉ nháy một lần. Trong bóng tối, đồng tử của mắt trở nên lớn hơn, cố gắng nhận nhiều ánh sáng hơn để nhìn rõ hơn. Và khi chúng phản chiếu đèn flash của camera,
hiệu ứng mắt đỏ sẽ xuất hiện. Với smartphone, đèn flash ngắn đầu tiên khiến đồng tử co lại vì ánh sáng chói và chỉ sau đó thiết bị mới chụp ảnh. Và bạn sẽ không giống sinh vật trong phim kinh dị nữa. Ồ. Có hai lý do chính cho việc trong tàu điện ngầm không có phòng tắm công cộng. Đó là an toàn và tài chính. Việc bảo trì chúng đắt đến mức khó tin. Vì vậy, tôi đoán rằng chúng ta sẽ không còn thấy nhiều cabin như vậy như trước đây nữa. Và lý do thứ hai là về sự an toàn. Vì không thể lắp đặt camera trong phòng tắm, nên bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào cũng sẽ không được chú ý. Có vẻ là hiển nhiên khi một phương tiện chở nhiều người hơn ô tô thì phải có dây an toàn. Nhưng xe buýt lại không có, ngay cả xe buýt trường học. Trên thực tế, việc này liên quan đến nhiều thứ. Trước hết, trong trường hợp khẩn cấp, hành khách cần xuống xe càng nhanh càng tốt. Khi có dây an toàn, họ sẽ lãng phí thời gian quý giá để tháo dây. Thứ hai, xe buýt là một phương tiện lớn và nặng. Trên đường không có nhiều đối tượng tham gia giao thông nặng hơn xe buýt công cộng. Vì vậy, trong trường hợp xảy ra va chạm, xe buýt sẽ dừng chậm hơn nhiều so với ô tô. Và mặc dù hành khách chắc chắn sẽ cảm thấy tác động, nhưng thường sẽ không bị thương nhiều. Đó cũng là lý do vì sao hành khách cũng được phép đứng trên xe. Nếu khách sạn của bạn có khóa thẻ từ, hãy đảm bảo rằng bạn để thẻ ở tai điện thoại di động và ví tiền nhé. Lý do là vì các khóa thẻ từ được biết lại khá nhiều và chúng được thiết kế để quá trình đó diễn ra nhanh chóng, dễ dàng. Một nam châm tương đối mạnh, như nam châm trong điện thoại di động, có thể xóa khóa thẻ từ của bạn và bạn sẽ không thể vào phòng. Khách sạn chắc chắn sẽ cung cấp cho bạn một thẻ mới, nhưng như vậy vẫn bất tiện. Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc cố định vỏ bánh taco, hãy sử dụng khay bánh muffin. Lần ngửa khay, xịt dầu và đặt bánh tortilla vào khoảng trống. Nướng trong khoảng 10 phút ở 370 độ C để có vỏ taco giòn hoàn hảo. Giờ tôi thấy đói rồi, bạn thì sao? Bạn đang tìm kiếm chiếc bông tai hoặc đinh ghim bị mất dưới sàn nhà ư? Luồn một chiếc tất qua đầu máy hút bụi và di chuyển nó trên sàn. Đồ vật nhỏ bé kia sẽ được lấy lên mà không bị hút tọt vào trong. Nó giúp bật chân không trong khi làm việc ấy. Đá viên có thể gỡ sáp nến chảy trên đồ đạc. Thay vì làm hỏng lớp sơn bằng cách cố gắng cạo nó đi, hãy đổ đầy đá vào túi ni lông và để nó trên lớp sáp trong vài phút. Sau đó, sáp sẽ nguội và cứng lại, giúp bạn dễ dàng gỡ ra hơn. Những vết bút màu trên tường là cơn ác mộng kinh khủng nhất của cha mẹ. Nhưng bạn có thể dùng máy sấy tóc để làm sạch chúng. Làm nóng vết bút màu trong vài giây để sáp mềm ra, sau đó chỉ cần lau đi là xong. Bạn có thể dùng dầu xả tóc để làm cho chiếc áo len mới bớt ngứa hơn. Chỉ cần ngâm áo trong nước ấm với một vài thìa dầu xả và để yên trong 15 phút. Sau đó chỉ cần phơi khô là áo len của bạn sẽ mềm mại hơn rất nhiều. Lớp bong bóng xuất hiện khi bạn thêm sữa tắm, tạo bọt và bồn tắm không chỉ để cho vui đâu. Lớp bọt đó cũng có tác dụng cách nhiệt và giữ cho bồn tắm của bạn ấm lâu hơn. Lần tới khi chuẩn bị đi làm, hãy nhìn kỹ áo sơ mi của bạn nhé. Mọi lỗ khuy đều được khâu theo chiều dọc, nhưng hãy xem lỗ cuối cùng. Nó được khâu theo chiều ngang phải không? Lý do là vì phần dưới cùng của áo sơ mi chịu nhiều áp lực nhất khi kéo vì đó là vị trí của hông. Vì vậy, lỗ khuy nằm ngang không phải là một sai sót đâu. Nó được đặt như vậy để ngăn áo sơ mi bị rách khi hông bạn cử động. Miếng vải ngẫu nhiên hình kim cương trên ba lô của bạn được gọi là latch tab hoặc mõm lợn. Nó ở đó để bạn có thể luồn dây qua các lỗ để mang thêm vật dụng. Hoàn hảo cho buổi cắm trại hoặc đi bộ đường dài. Nếu bạn đổ món ăn Trung Quốc mang đi lên đĩa, bạn đang làm nhiều việc hơn cần thiết đấy. Giống như đồ đựng gia vị bằng giấy trong các nhà hàng thức ăn nhanh, hộp đồ ăn Trung Quốc có thể mở ra để tạo thành một chiếc đĩa có kích thước hoàn hảo cho thức ăn của bạn. Lỗ tròn trên que kẹo mút rỗng không phải để ngăn ngừa việc bị nghẹt thở nếu lỡ nuốt phải đâu. Thực ra nó ở đó để cố định kẹo. Kẹo thừa chảy vào que rỗng và lỗ tròn đó. Khi nó cứng lại sẽ giữ viên kẹo ở đúng vị trí. Nếu đó là một que nhẵn, kẹo sẽ dễ dàng trượt ra. Một số tòa nhà chọc trời có sàn nhà rỗng không chứa gì ngoài thang máy và một số máy móc phức tạp. Chúng được gọi là các tầng kỹ thuật và các nhà phát triển cho biết chúng ở đó để duy trì hoạt động bình thường của tòa nhà. Nhưng ngoài ra, đó cũng là một cách để tránh giới hạn chiều cao. Một số tòa nhà chọc trời bị giới hạn số tầng,
Tuy các tầng kỹ thuật không phải tầng để ở, nhưng sẽ tăng thêm chiều cao của tòa nhà và làm cho nó trông ấn tượng hơn mà không làm tăng số tầng và phá vỡ hợp đồng xây dựng. Các tầng này cũng giúp ngăn chặn đám cháy lây lan nữa đấy. Nếu bạn nhìn kỹ cửa thang máy, bạn sẽ thấy một lỗ nhỏ. Đó thực ra là lỗ khóa, được sử dụng trong các trường hợp khẩn cấp hoặc để kiểm tra và bảo trì định kỳ. Nếu bạn bị kẹt trong thang máy, kỹ thuật viên sẽ có thể đưa bạn ra khỏi đó bằng cách sử dụng chìa khóa chính của họ. Muối không chỉ dùng để nấu ăn mà còn có thể khử những mùi khó chịu. Sát muối lên đầu ngón tay sau khi băm tỏi để khử mùi tanh. Nguyên liệu này cũng có tác dụng trên cả giày nữa nhé. Lò nướng bánh mì có một rãnh bí mật ở phía dưới có thể tháo ra để bạn có thể làm sạch tất cả những mẩu bánh mì khó chịu. Hãy nhìn bàn phím laptop của bạn, có những chỗ lồi lên trên các phím F và J, trong khi những chỗ khác thì không. Khi các ngón tay của bạn ở vị trí gõ phím tối ưu, hai ngón tay trỏ của bạn nên đặt trên hai phím này. Chỗ nhô lên đó đã được thêm vào để bạn có thể đặt tay đúng vị trí và gõ mà không cần nhìn bàn phím. Giặt quần áo ở nhiệt độ thấp hoặc thậm chí tốt hơn là giặt lạnh vì như vậy sẽ giúp quần áo bền lâu hơn gấp đôi. Phơi khô trên dây nếu có thể cũng sẽ giúp chất liệu bền lâu hơn so với việc sử dụng máy sấy. Bạn càng giặt ít, quần áo sẽ càng ít phai và co lại theo thời gian, đồng thời cũng sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí nữa. Các trang trống trong sách không phải được tạo ra để dành cho chữ ký của tác giả, mà nó liên quan đến quy trình sản xuất. Sách được in trên các tờ giấy lớn, một tờ có thể vừa với 4 trang in. Nếu một cuốn sách có số lượng trang là số lẻ, rất có thể bạn có một trang trống để ghi chú. Vòng tròn trên giỏ hàng siêu thị có nhiều chức năng hơn bạn nghĩ. Bạn không muốn đặt chiếc áo khoác trắng đắt tiền vào xe đẩy cạnh cà rốt và coca đâu. Vật giống như cái móc nhỏ này giúp sắp xếp tất cả các thứ trong giỏ hàng của bạn tốt hơn để bạn có thể tận hưởng lần đi mua sắm của mình. Hiệu quả với tôi đó nha! Tay nắm cửa tút là loại được làm từ đồng thau hoặc hợp kim đồng. Những kim loại này có tác dụng chống vi trùng, vi khuẩn lây lan chậm hơn trên đó. Chúng cũng loại bỏ vi trùng khá nhanh, trong vòng vài giờ. Chỉ có một cách đúng để bạn có thể bảo quản bơ đậu phộng thôi. Nếu bạn cất hũ theo cách thông thường, nó có thể sẽ bị đặc cứng sớm hơn nhiều. Bí quyết là quay ngược hũ để dầu không ở dưới đáy mà sẽ phân bổ đều. Chú chó của tôi rất thích bơ đậu phộng. Boss nhà bạn thì sao? Dù bạn đến quán cà phê nào thì tất cả những chiếc cốc dùng một lần đều giống hệt nhau, chỉ khác logo thôi. Bí mật ở đây là hình dạng đặc biệt đó giúp bạn có thể thưởng thức đồ uống một cách dễ dàng. Phần trên luôn rộng hơn để có chỗ cho mũi của bạn khi bạn đang uống, và phần dưới luôn hẹp hơn để bất kỳ ai cũng có thể cầm dễ dàng hơn, ngay cả khi bàn tay khá nhỏ. Sự khác biệt về chiều rộng này cũng giúp các cốc có thể xếp chồng lên nhau. Sữa bị hư thải ra khí, giống như hầu hết các loại thực phẩm bị hư khác. Bình sữa nhựa cổ điển có vết lõm ở một bên. Vì vậy, khi các chất khí nở ra bên trong, bình cũng nở ra và vết lõm cong ra ngoài. Ngoài ra, nếu bạn muốn để dành một ít sữa để uống hoặc để làm đông lạnh, bình sữa cũng sẽ nở ra khi sữa cứng lại và chiếm nhiều không gian hơn trong bình. Hầu như tất cả các thước dây đều có một đầu kim loại với một khe nhỏ. Bạn có thể sử dụng khe đó để treo thước trên đinh hoặc vít để đo mà không cần sự trợ giúp của bất kỳ ai. Đôi khi đồ này có một hàng các đầu nhọn dọc theo một bên rìa. Nó rất hữu ích khi bạn muốn để lại dấu mà không cần dùng đến bút chì. Nếu bạn đã từng nếm thử bảng mạch Nintendo, bạn sẽ xác nhận rằng nó có vị khó chịu, để lại dư vị chua đắng trong miệng. Vâng, chúng tôi đã cố gắng nói với bạn. Chúng được phủ Denatonium benzoate, một trong những chất có mùi vị kinh khủng nhất được biết đến, cũng không thường thấy ở các cửa hàng kem. Trên thực tế, hương vị này có một chức năng hữu ích, đó là ngăn mọi người nuốt những bảng mạch đó. Phần rìa gồ ghề trên đồng xu không chỉ liên quan đến thiết kế đâu. Các đồng xu từng được làm từ kim loại quý để thể hiện giá trị thực của chúng. Mọi người cạo bỏ phần rìa và sử dụng những đồng xu bị cạo đó với cùng giá trị. Họ còn nấu chảy phần cạo đi để làm thành đồng xu mới. Để tránh việc này, những người thợ đúc đã thêm hoa văn để mọi người biết liệu có ai đã cắt đồng xu trước đó hay chưa. Trên can đựng xăng có 3 tay cầm để giúp hai người xách nó dễ dàng hơn và phân phối nhiên liệu đồng đều.
chanh sẽ đẫm nước hơn nếu bạn nằm nóng chúng một chút trong lò vi sóng. Nhiệt làm mềm các màng đông lạnh để nước chanh có thể chảy ra ngoài một cách dễ dàng. Kết quả là có thêm nước chanh cho bạn. Ngày hết hạn của nước khoáng không phải là khi nước bị hỏng. Trên thực tế, không có nước nào bị hỏng, nhưng chai thì có. Qua thời gian nó sẽ rò rỉ một số hóa chất không an toàn. Được rồi, đây là một dự án khoa học để thử nè. Nước tonic có thể phát quang trong ánh sáng dạng quang tím. Nó chứa quinin, khiến nó vừa đắng vừa phát sáng. Màu sắc của đĩa và cốc có thể ảnh hưởng đến cảm nhận thức ăn của bạn. Một nhóm 57 tình nguyện viên đã uống sô-cô-la nóng từ các cốc khác nhau, nhưng hầu hết đều khẳng định sô-cô-la trong cốc màu cam ngon nhất. Đĩa màu đỏ rất tốt cho những người đang ăn kiêng. Nó trông như đang báo động, vì vậy bạn sẽ ăn ít hơn. Được rồi, giờ tôi thử trò nước tonic phát quang đây cả nhà. Tạm biệt nhé!